Vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc đang truy cập vào kênh Âm Thanh Bái Bình Định. Và sau đây em kết test cặp loa là 4312, nó là cặp loa JBL đến từ Mỹ. Cặp loa này vừa về ngày hôm qua với tình trạng đẹp xuất sắc, tất cả là nguyên bản và rất là đẹp nha. Hai cặp loa về đường này rất là đẹp và đều có chỗ hết. Video này em sẽ test cặp loa này gửi cho anh Tý ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bác đã đặt hàng bên đây và đã chuyển khoản trong sáng nay. Và mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại bên trên màn hình. Và anh em đừng quên đăng ký kênh, anh em ấn vào nút đăng ký thì sẽ luôn được cập nhật những video bên đây. Rồi em test với nó là với con Marang 2275. Con này giá 18.500.000, giá đã bao ship cho anh em. Là dòng âm ly đài, có tính năng là nghi hay bài đẹp, công suất 330W, đánh sò Motorola, tiếng rất là hay khi em lên ghép với những lo JB. Rồi xin mời anh em thấm âm. Xí nữa là sẽ có video test cặp 4411, anh em nhớ theo dõi nha. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Nhớ thương chỉ là giấc mơ thôi.
tìm về nơi ngày xưa gặp nhau. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em ở video kế tiếp. Video kế tiếp cũng là test hai bài này cùng con 275 này, là test cặp loa 4411 để anh em có sự trải nghiệm nha.